Sáng giờ làm ok không vậy? Giờ là giờ trưa nhưng mà vẫn Chắc chưa không thấy thích ai lắm qua ăn đâu. trưa. Hồi ngồi còn Ủa, quá trời chú bánh ơi. luôn, lại ngồi ăn bánh cho xong hết là. Ế lắm chú Bảy ơi, hôm nay ế quá. Chú Bảy ơi. Bây giờ Nhìn bánh xanh quý mà con thèm quá chú Bảy ơi. Ôi, nhìn 5K đâu? 5K gì đấy? nhìn A Son mà ghiền Ta nhờ. ghê chưa, dạo này ăn một phần ăn nhiêu 2.000 mấy trả 5.000. Ui Đâu trả tiền ăn thôi cho 5.000. quỷ, Alo. Thế còn là thiên đại gia. Ơi, good morning, good À, morning. phải ngoan Trời lắm. ơi, bây giờ là Ok, good xin năm after nghe này. balloon rồi. Ê, có tin vui hay tin buồn nè anh Bảy, nghe tin nào trước? Ngõ muốn nghe tin thôi, dù sao cũng ngày mới nãy giờ đang vui rồi, nghe tin buồn chút xíu cho nó tụt mood liền. Đang vui mà sao lại nghe tin buồn vậy? Thì cho nó tụt mood xong rồi hỏi nghe tin vui nó lên mood lại. Tin buồn á là bán hết tôm rồi đó. Hồi lý bán hết luôn á hả? Tại vì cậu Tèo hôm thật ra bán từ hôm kia lần. Thì cậu Tèo cậu ấy bảo là tại bây giờ nhất quyết là bán á, để cho nó cân bằng á. Chứ không thôi á thì nó giống như là mình đang kêu gọi dân bán cho mình để mình bán lại cho tàu thị chính á. Cho nên là cậu kêu là phải bán hết luôn. Chứ không được chừa. Ồ vậy thôi cũng được, bán lại hết cho A Tèo cũng được, hợp lý. 40.000 con đó. Giờ bán chưa? 2 tấn đó. 2 tấn tôm, lý bán được nhiêu tiền? 6 đô. 6 đồng cho một con. 40.000 6 con. đô một con đó. 40.000 À, con. 100 à. 140 40 mấy ngàn đó. Trần Thành cảm ơn Ghê kênh vậy? chat béo ị nhiều, đang xài 2, 5 Vậy là giờ phải chụp nên cái lâu rồi tí đó. ạ, à, dấu bé ba. Nhầm. Ừ. Ờ, nhưng mà đừng lo, tại vì dân họ vẫn chửi tôm nhiều đó, cho nên là tôi nghĩ là vẫn. Nhưng mà cái quan trọng là anh phải xài tôm của tôi chứ. Ngồi Bây vẫn giờ đang muốn sao xài chưa nhập tôm tôm vậy? mà. Nhưng mà vẫn cơ chế nó vẫn là một con tôm chứ chưa lên 5 con tôm. Biết rồi, nhưng mà sao bên anh Bảy vẫn chưa nhập tôm vậy? Bữa giờ cứ xài tôm của siêu thị hoài Ngộ à. có một tin vui cho lị. Tin gì vậy? Đó là trước khi mà tập hóa bị dẹp ly á. Ngộ có 910 mấy con tôm. Lị biết là sau 2 ngày kinh doanh ngộ còn bao nhiêu tôm Còn nhiêu? không? Chỉ còn có 800 lẻ mấy con thôi. Ghê chưa? Khả quan chưa? Lộ phộng. Mất sống à? À hết tiền đúng không? Hết tiền đúng không? Lại ngồi gọi lại cho. Trời ơi. Alo, ai vậy? Ấy dạ, ngỏ lấy. Trời ơi, gì vậy? Còn tin vui là cái gì? Chưa báo cho ngỏ thì báo ngỏ giờ mất trí nhớ không được mà. Hai ngày mới hết 100 mấy con tôm, thì biết bao lâu mới hết 10.000 con tôm. Qua mà giữ lại 20.000 con đó là hôm nay là thấy bà rồi. Một ngày mới hết 180 mấy con tôm. Trời ơi, biết bao giờ mới xài hết tôm này. Trời Đã giờ anh cũng chưa ơi nhập một con nào nữa. lâu có biết được chữ Bây giờ cứ ngờ xài. đâu. Tôi bảo rồi, tôm tự nhiên thì sao không dùng. Trời ơi, dân họ câu ngay hồ nè. Xài tôm siêu thị, tôm sạch ra hay là mấy cái tôm gì đó. Xài mấy cái tôm đó chi vậy? Tôm đông lạnh đó. Thôi bây giờ như vậy đi, ngồi sẽ có một cách này hay hơn nè. Ngồi sẽ mang 800 con tôm ra bán cho lị. Xong rồi lị nhập lại cho Ok. ngồi 100 con tôm. Ok chưa? Ok. Rồi vậy đi. Nghe nó hợp lý rồi đó. Nghe nó mê ta giờ đúng không? Nghe nó mê ta giờ đúng không? Đúng rồi, đợi xíu để lưu số lại nha. Thôi không có buôn bán gì nữa hết là xóa số luôn rồi hả? Nhanh Cái gì tay hồi quá nãy vậy. nghe tin giận 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 tím người nên xóa bà số Bây giờ ngồi dựng xanh người rồi nè. rồi. Xanh người. Rồi 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 Tôi bây tưởng giờ dẫn đó người chứ. bây giờ tin vui về báo luôn đi, giờ mất trí nhớ một lần nè. Tin vui hả? Tin vui là tôi chỉ cách 170.000 để xong rồi nữa là xong rồi đó.
chỉ còn cách 170.000. Là xong cái bãi cá rồi. Wow. Hảo là được hảo hối, là. Được hối cậu tèo rồi đó. Hảo là hảo là. Tốt lắm, tốt lắm. Hảo là. Rồi tình trạng cá ngừ bán ổn không? Tình trạng cá ngừ à? Dạo này rồi. Tôi thấy sao tăng dịch nhiều quá trời luôn á. Mặc dù cá ngừ với lại sủi cảo ăn nó chỉ số ok cũng chết. Trời ơi, ăn dịch nhiều tiểu đường thấy bà luôn đó. Trời ơi, kêu người ta là ăn hủ tiếu với lại ăn cái cá ngừ đi. Nó nhiều cholesterol với lại nó nhiều sáng á nhầm. Nó nhiều đạm hơn. Ừ, thì đó, đừng ngủ quảng cáo để bữa nào ngỏ mời PT về workshop về đồ ăn cho người ta. Ừ, để hôm nào tôi làm cái workshop về bệnh tiểu đường qua bói ngành 7. Ừ, được á, được á. Không thể tin được. Ăn nhưng mà ăn tôm nhiều thì bị ăn tôm nhiều cũng lâu tốt lâu ăn tôm nhiều là bị gút đó. Vậy thì qua ăn cá đi, ăn cá đi, ăn cá là không bị gì hết đó. Ngõ ăn tôm nhiều ngõ bị gút nè. Very good đó. Giữa very good hả? Đúng rồi. Ui, nói chung là marketing, marketing. Lý nên tổ chức là Lý nên tổ chức một cái workshop đi, một cái tục workshop vậy à. Gọi là dinh dưỡng cho người già và trẻ nhỏ. Ê, thành phố này có hai đứa mình già đó. Ừ ha, không ổn. Quên. Workshop hai người luôn đó, tôi kể anh nghe luôn đó. Dạ, bây giờ lấy một cái tên gì đó cho nó ngầu ngầu cho cái workshop đó ta. Lý đọc một cái tên gì đó nghe thật quảng cáo coi. Chuyên gia dinh dưỡng hả? Ừ, chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Lôn. Rồi, không phải cái gì. Chuyên gia Nguyễn Lôn là tên tiếng Kinh của Lý thôi. Còn cái tên hai tí á. Chuyên gia dinh dưỡng gì đó. À, chuyên gia dinh dưỡng Tennyson. Ok. Đó. Dạ, đến từ Lion Group. Đúng rồi, Lion Group. Còn nghe quen chuyên quen vậy. Chuyên gia thổi nến. Workshop thợ kéo nến. Kêu người kéo nến làm gì? Âm đen sẽ mang tất cả khách hàng về bờ. Ôi như lạc đề đúng không? Chương trình nó sai sai đó. Công an nó bắt lị đó. Lạc đề rồi. Ôi chuyên gia dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng vậy đi. Phải có gì nữa chứ. Thức ăn để ngày mai ngày mốt làm là hết bài luôn đó. Đúng rồi, làm càng sớm càng tốt đi cho người ta nhận thức được chất lượng ăn. Má nó lộn. Xin lỗi Lý nha, ngồi mới lập mũi xong. Rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, hợp lý rồi. Cái quán gỗ không mà nó ẩm lắm. Trời ơi. Không sao, con mũi nó cũng không làm khó lắm. Kể anh nghe, sáng nay có một cái vụ lớn lắm đó. Nhưng mà tôi giải quyết rồi. Lại một vấn đề lớn nữa. Ừ, trời ơi, sáng nay cậu sủ đó, sủ đầu nghé ở đầu trâu đó. Sao? Cậu ấy tới ăn. Cậu ấy ăn một cái mì sủi cảo với một xị rượu. Tính tiền cậu 10.000 đó. Ai tính tiền 10.000? Cậu quyết với cậu gì đó. Tính cái gì 10.000 dữ vậy? Trời ơi, cắn sâu quá. Sao tính gì tới 10.000 vậy? Tội nghiệp ả sủ vậy? Cắn mấy trăm thôi, cắn gì mà cắn tới 8.000 mấy lượng vậy? Ngõ mới nghe thông tin luôn á. Má nó cắn sâu đúng vậy? Rồi cậu. Ăn món gì 10.000 dữ vậy? Lúc đó cậu sủ đang mua đồ ăn sáng cho tôi luôn. Cái xong rồi nó cắn lên 10.000. Xong rồi cậu sủ định không trả đó. Cậu sủ đi ra xe, thế là tụi nó ra xe, tụi nó đập xe cậu sủ, chặn xe đó. Gì ghê vậy? Trời ơi, tụi nó xách lồng đèn ra, tụi nó đập kính cậu sủ đó. Má. Cậu sủ chạy lên chỗ của tôi trên bãi cá nè. Xong rồi xe thì bể kính hết. Trời ơi, xong rồi tôi phải chạy qua bển tôi hỏi cho ra chuyện đó. Thì là mấy cậu kêu là tại vì cậu sủ ăn toàn ghi vô sổ nợ không à. Cho nên là mấy cậu ấy phải cắn không đâu, ít mấy cậu ấy lấy giá đó. Lấy cái giá gì vãi linh hồn vậy? Trời ơi, bởi vậy tôi mới nói trời ơi cậu sủ mà tính hiền lành tốt bụng vậy mà trời ơi lấy giá cao quá vậy.
Được rồi, để ngồi hỏi lại mấy 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 đứa nó coi sao làm gì cắn như ác gì. Ôi cắn 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 như vậy hèn chi anh Mỹ không có lời đó. Cắn 10 ngàn luôn, khách hàng ăn có một tô mì sủi cảo thôi mà nó gì ghê vậy trời, 10 ngàn lồng. Cắn bao nhiêu tiền rồi, cắn biết bao nhiêu rồi. Này anh có thấy tụi nó tốt với anh không? Cũng giờ tốt. Này anh có thấy là tụi nó tốt bất ngờ không? Tụi nó giỏi bất ngờ, tụi nó siêng bất ngờ, tụi nó ngoan bất ngờ không? Ừ, nói cũng đúng. Tự nhiên nó bất ngờ thiệt. Đó 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 đó. Có lý do cả, tụi nó cắn đó. Nó cắn à? Để ngồi vô ngồi hỏi thử coi. Đúng rồi, phải hỏi đi, không thôi là doanh thu. Nếu mà nó nói không có thì giờ mà ngồi dắt vào ba mặt một lời luôn. Ba mặt một lời hả? Đúng rồi, ba mặt một lời luôn chứ, uy tín. Chọn ngồi làm ăn uy tín lắm. Alo. Mấy vậy? Alo. Ngồi lại. Alo. Ngồi lại. Sao hết vậy? Quê. Hời, không cái chảnh. Bây giờ ngồi mới phát hiện ra là cái con rồng đó. Má mình làm quy mô hoành tráng lắm, tự nhiên ai dán ở đây chút xíu như cái tức cờ vậy. Trêu lùa. Núp cái gì vậy? Mới nghe mang vốn cả. Nhớ vậy chứ vậy. Hồi sáng A Sủ qua ăn mấy lị cắn 10 ngàn hả? Có tiếng mà không có miếng chứ vậy ơi. Có tiếng mà không có miếng à? Là sao? Là người ta xạo đó. Ờ, là người ta xạo hả? Sao alo nói? Người ta con gọi thì giảm giá 20 đồng cho người ta nữa đó. Ờ, giảm giá 20 đồng luôn. Đúng rồi. Giảm 20 đồng là... Ủa, tô mì có 160, giảm 20 đồng là còn có 140 à? Không, tổng bill là giảm được 20 đồng. Ok. Nhưng mà người ta còn nói con à, 10k đó. Là nói lý thu người ta 10k hả? À? Đúng rồi. Lỗ thừa cho lý à? Đúng rồi. Không lượt rồi, phải ba mặt một lời mới lượt lên 7k à luôn liền. Bên 7K có mấy cây xăng ok lắm, có gì cho nổ không được. Chú Bảy ơi. Cái gì à? Nhưng mà, làm gì mình phải quấn một điếu cho nó bớt nóng rồi chú Bảy. Quấn một điếu cho bớt nóng hả? Ừ. Ngồi cũng hơi là quấn đó. Thường quấn con lá, nhưng mà này con quấn nhiều lá rồi chú Bảy. Quấn đậm vậy đúng không? Đậm vậy đúng không? Đậm luôn. Ok, quấn đi. Cho con quấn, diễn cái quấn đi. Thì lại kêu quấn thì ngõ kêu quấn đi. Cái gì nữa, bây giờ hết tiền rồi, trong người còn có 200 mấy chục đồng nè. Chuyển khoản. Một tài khoản có 113 đồng nè, nghèo lắm rồi. Lý giờ già muốn chết rồi, lý không cho tiền rồi. Giờ không thấy... Có gì cầm không? Không có gì cầm hết. Cầm rồi bán đi chú Bảy. Giờ ngõ có một cái món hàng, ngõ có một cái món hàng rất là ok luôn, cầm được cho lý. Món hàng gì? Cái này bây giờ là giá trị nó phải là 5-7k rồi đó. Vì cuốn sao cuốn như cái cuốn bò bía mà bự bự đó, mới được á. Cuốn bự nhiều lá. Nhiều lá đúng không? Nhiều lá, nhưng mà cho con coi món hàng trước đi. Ui cái gì vậy? Tiền trao trao mút. Giờ cái cuốn của lại bao nhiêu tiền? Cái cuốn đó lại bán bao nhiêu tiền nè? 3k rồi, ok rồi. Ngõ chấp nhận đổi lỗ với lại cái món hàng này luôn. Giờ lại chuyển cho ngõ 3k trước đi. Ngõ sẽ đưa lại cầm món hàng, sau đó ngõ sẽ chuyển lại cho lại 3k rồi lại đưa cho ngõ cái cuốn, ok chưa? Ngoằn quá vậy. Đúng rồi, làm ăn uy tín. Không, lỗ cái mày ơi, lỗ. Không có lỗ, cái món hàng này 5-7k, ngõ xô luôn. Không, nhưng mà cái hàng này nó có một món rất là limited. Cái món hàng của ngõ cũng limited luôn, đổi lịa liễm rồi, không phải ai cũng đi mua được.
Nhưng mà con có cái đó rồi hay gì á. Cũng có, chắc chắn luôn, cái này ọt 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 được, ọt được. Con có cái tròn không? Có cái lỗ, cái tròn mà có cái lỗ giữa. Nó ok lắm, yên tâm, nó ọt được. Không, nhưng mà con muốn cái tròn mà có cái lỗ ở giữa. Cái tròn mà có cái lỗ chính giữa là cái gì? Cũng được. Có không, có không? Cũng có luôn. Có thì con đang hiểu cái đó đó. Đây, 3K. Ừ. Thì chuyển cho con đi, con quấn cho. Chứ vậy tự quấn thì nó ngon hơn. Chứ vậy quấn rồi đúng không? Ừ. 3K phải không? Đúng rồi. Ok, ok. Limited nha, limited nha. Không phải là hàng bình thường nữa đâu. Ok chưa, ok chưa. Trời ơi, đúng rồi. Đừng cho mấy ly này coi nha, đừng cho mấy ly này coi. Nghe mùi lừa quá à. Bao, bao ơi, hình như bị lừa rồi. Nghe mùi quá. Check liền, check liền. Mùi quá, mùi quá. Má, bây giờ tìm ở đâu được chỗ bán nữa. Cái này. Không, cái này mình cũng chưa có. Cái này mình đang thiếu, cái này mình đang thiếu. Cũng được, cũng được. Vẫn còn thiếu đúng không? Giờ còn thiếu cái gì nữa? Thiếu cái tròn tròn có cái lỗ giữa. Tròn tròn cái lỗ giữa. Nó nhiều cái tròn tròn lỗ giữa lắm. Màu đi, nó màu sắc đi. Màu tím tím. Tròn tròn có cái lỗ giữa không biết à. Màu tím tím. Tím tím hồng hồng. Hồng nghe phải hồng, nghe phải hồng. Hồng nghe. Lắm luôn, hồng lắm luôn. Hồng xem luôn. Nó đó. Phải không, phải không? Rồi tự quán đi, tự quán đi. Special edition á. Con cũng nghe edition luôn đó chú ý. Luôn. Quấn cái tiền, hút cái này là luôn. Nhiều lá thiệt, nhiều lá thiệt. Cái của con còn ly mới tịch hơn nha. Má ơi, cái này một bó luôn đó. Không sao hết. Hút được, ổn mà. Hút này căng á. Wow, cái này căng nó lấy hút bao giờ chưa? Chưa, con lúc nào con cũng để cho bị hút hết á. Má ghép không được luôn, gà đốt lên hút. Hảo là chất chất chất. Má chơi cái hàng này tỉnh luôn. Hết cây não luôn á, hết cây não luôn. Wow. À Thiên muốn thử không à Thiên? Con không muốn đâu chú bé. Không biết là cái gì rồi. Full não luôn, hút cái hết não luôn. À, chú phải bán bao nhiêu nè? Thôi tình chú cháu, bán ngàn. Mỗi ngàn. Phá giá vào luôn. Bà, cho con xem trước đi, cho xem hàng trước đi. Trời ơi, tính tiền cháu cháu múc. Trời ơi, ở đây làm gì có dù mà xem hàng chứ. Ừ, hàng chất lượng không à, limited nha. Bây giờ không có ai bán á. Nhưng mà A Vinh bảo con à, trong cái quán này tin ai thì tin, đừng tin ông già. Cái gì vậy, ai lại lùng bậy vậy, phải tin ông già chứ, còn mọi người khác là đừng tin. Đâu. Con tin chú bảy một lần nhá. Đảm bảo hàng chất lượng tươi luôn. Nhiều lá, nhiều lá. Đó, 1.000 đó. Lý có bao giờ hút rễ chưa? Chưa. Ừ. Cái này là cái này. Bỏ có nguyên rễ. Cái rễ luôn, có cái rễ luôn. Má, tới một chuyện lắm đó. Lý không cần quấn lại hút cũng được, lâu lâu lấy ra ngửi thôi là cũng bơi lắm rồi. Ê da, thằng lại căng nha. Hợp lý đúng không? Một bó đó, một bó. Trời ơi. Ê mà chú Bảy quên một bước rồi trả lại 3K chú Bảy. Quên một bước trả lại 3K. À, quên bước đó đó. Mất tiêu rồi. À, không quá chú Bảy rồi. Nhưng mà ngồi được cho lại tới 2 món lần mà. Cái này,
cái này của con cũng một món đặc biệt, của con một món đắt hơn luôn chứ một vậy. Món đặt đầu, một món lũy 3k, trong khi một món ngọ giờ 5-6k rồi, hai món cái nữa. Cái giấy limited lắm đó. Cái giấy bây giờ limited vậy nè, giờ A Thiên nó bán lại cho. 3k cho vậy chứ không ai rồi, cái này nó tự nhô ra này. Ôi sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá, sợ quá. Ai dạ, cái này cao nghe tôi vậy. Mỹ xài là xài đèn cậy hơn, ngõ còn xài đèn pin luôn à. Hình như là có mấy con gùi đậu anh chán cái bẫy kìa. Ừ, đi lập đi, này này này, lập thử coi, lập thử coi, lập lập đi, lập đi. Khánh á, Khánh thử không? Thử gì? Thử không? Cái cho bẫy rồi, cái cho bẫy này là hàng bỏ luôn á. Má, cái loại hàng này chất đó. Mà Khánh cũng muốn thử nhưng mà Khánh hết tiền. Sạch xanh xanh luôn rồi đó. Thế vừa âm bao chuyển cho 5k mà. À thì bán rẻ lại 500 thôi. Bây giờ 5k là 5k cuối cùng trong đời. Cái gì phá giá vậy? 1k xuống còn 500 vậy? Phá quá, phá giá quá à. Chú Bảy phá trước mà chú Bảy. Dạ, ngồi đâu có phá giá đâu. Nếu mà quấn hết giấy xin lại cái hộp nha. Ok. Ồ, mà sao hôm bữa A Phát không bán, không bán thêm cà phê ha? Tính ra cái món cà phê cũng xả stress được á, mà không chịu lấy cà phê, tự nhiên lấy nước mía với trà chanh đi chung với nhau, và thêm một món nước ép mình xì vậy. Có thể lấy nước mía thôi, khỏi lấy trà chanh cũng được. À dạ, ni hô a pen. Ni hô a pen. Ni hao á. À, hello. Chú Bảy à. Sao đó? Chú Bảy có muốn đi bà làm cái tạp hóa không á nhỉ? Ủa, có lũ người luôn, lũ người luôn mà. Để coi liên hệ với lại K-Pit à, để bàn kế hoạch. Đủ từ hôm qua luôn đó. Vậy hả? Vậy với lại luôn liên đi. Hệ bên cái gì đó, cục gì đó, để thêm người vào, thêm người vào. Ừ, liên hệ đi, liên hệ đi. Ngọ có một con tin rất là uy tín luôn. Bắt con tin đó là công anti công an luôn. À, bên này, em có cái hàng này... chết lắm, chết lắm. Hàng đâu? Hàng đâu? Limited đó. Limited đâu? Đó. Hàng limited. Ở đâu? Hàng tiền trao trả mốt 3k. Trời, phải cho xem hàng đó chứ. Một... ở đây nó... là tiền trao trả mốt. Nó còn hơn một cái liêu cần lý biết không? Một lần bê 3 phút. Hút một cái một hết. Lan full cây não hết luôn. Hàng limited nha. Nhiều lá, nhiều lá lắm á, nhiều lá. Nhiều lá lắm nha. Chứ phải một lá đâu đó. Nhiều lá. Cái gì ăn lá à? Ăn chầu à? Cái gì mà chầu? Chầu thì mới nhai với lá chứ. Chầu sao hút? Hút mà, hút mà. Quấn nè, có dạng có quấn. Có quấn nha, có quấn nha, quấn nha, quấn một lần một bó luôn. Cái gì là chưa có giấy cuốn hả? Có rồi, có rồi. Ai combo rồi. Combo rồi. Không, không được, phải cho xem hàng đã. Tiền trao cháo mốt. Tiền trao cháo mốt. Không thèm. Trời ơi, trong cuộc sống này thì phải đặt niềm tin vô đúng chỗ chứ. Em vừa thử một lần thôi đó, em vừa thử một lần thôi, bé lắm. Đầu tiên. Em chơi xong mấy cái đầu em giật luôn. Đó, tôi tập luôn rồi nè. Ok lắm, ok lắm, hàng nó 3k là ok rồi. Trà chanh hả? Cái gì trà chanh? Trời ơi, hàng này độc lắm, em thật nói thật mà. Hay là khô gà với khô gà lá chanh đúng không? Không. Khô gà lá chanh đã bán đâu. Thôi cho xem đi. Bỏ vô quầy cho xem đi. Cho bây xem tiền trước đi. Mốt tiền trước đi. Bây giờ cọc nửa tiền cho xem xong rồi mới trả hết tiền. Chốt luôn. Chốt luôn. Cũng lỡ. 1.500 đúng không? Thôi uy tín mà, uy tín. Ừ, lỡ. 13 là anh ạ. Rồi đó. Ừ, còn không thôi ơi, giao dịch lần đầu bán cho A-Ban nửa giá luôn đi A Thiên ơi. Ok nha, ok nha. Một chèo. Cái này là... Ủa, bình thường Apen hút cần có hút ghế không? Cái này có ghế luôn á nha. Chất trời ơi, hút một bó đó chứ không phải bình thường đâu. Má 1.500 là rẻ lắm giờ đó, bình thường 3.000 đó. Cái này là tính não chứ mày à. Ôi ôi, hút xong liên kế bên, ai cũng biết mình mới hút xong luôn á. Gọi nó Huy chọc tới hút. Chỉ cần hai cái item đó thôi để kiếm tiền đó. Trả tiền lại đi. Trả tiền gì vậy? Lì ôm cái lo liền đi bán lại. Cái điên à. Bán cho cây mít.
Nghe hấp dẫn nha. Cái bó đó từ 500 đúng không? Sang tay cái lên ngàn, giờ sang tay lên ngàn rưỡi rồi đó. Giờ qua Lị, Lị định giá luôn á. Có mình Lị trong cái thành phố này có cái bó đó thôi đó. Cái mặt ngáo quá, không dám chơi luôn á, sợ mặt ngáo theo luôn á. Trời, mà có muốn chơi là không? Yên tâm là chắc chắn ngáo rồi, chắc chắn là chơi hàng phải cam kết chứ khi chơi đó. Cam kết cái gì vậy? Sức khỏe, lỡ có vấn đề về bệnh nền thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Nói chung là có cái bệnh nền gì là không chơi được, phải thông báo rõ cho người ta biết chứ. Trời, hết nhạc rồi mà vẫn ngáo kìa, trời ơi. Nói chung là cái này, trời ơi, cái này cháu ơi, bình thường là người ta có 30 giây, 1 phút đúng không? Cái này tới 3 phút lận. Bây giờ tập cưa này hảo mà. Trông khủng khiếp lắm. Từ chú lấy hàng nha. Vậy chú lấy đi chứ. Nhưng mà 5 ngàn một cái nha. Tiền tao trả mốc mà anh ơi. Tiền tao trả mốc. Mẹ nhận ra hình như mẹ có việc ở bãi gỗ thì phải. Ok. Cọc nửa tiền cũng được. Rồi cũng được. Tiền trao trao mốc. Tiền trao trao mốc. Bây giờ phải cho coi cái hình hài nó trước đi rồi. Ôi rồi rồi. Không lượt, không lượt. Không được. Không coi được. Lừa tiền để coi hàng đó. Coi rồi 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 người ta ăn cắp công thức người ta kiếm khác mua sao? Bên lấy cái này cắt ra nữa nè bên. Chỉ cần nhìn thấy thôi, chỉ cần nhìn thấy cái hình ảnh đó. Xay nó ra đi, xay nó ra, xay nó ra thì mới cuốn được. Lộ thông tin liền đó. Lấy trong đây đồ cũ đi. Không phải. Không hề. Nếu mà điếu là bình thường rồi, cái này là bó luôn. Cái này nó khủng khiếp lắm. Bó nhang hả chú bảy? Bó nhang. Sao đây bó nhang? Bó nhang thì sao hút? Bó nhang ở đây. Chừng nào lên bàn thờ mới xài cái lo. Nào lên bàn thờ mới xài cái lo. Rồi mới hít cái lo, cái này là còn sống là hít được rồi. Nhưng mà nó màu gì? Màu xanh. Trong người ta có một lá. Còn không lá màu xanh. Chuyển 2.500. Chú mới giao hàng. Hàng này bán đắt quá chị kia, chị lại xíu chị kia. Nếu mà không được thì cháu không cần trả số tiền còn lại. Mà cháu okay cũng mất 2.500. Ôi trời ơi. Chắc chắn là ăn hút được. Nhưng mà có bê không? 3 phút bê. Không? Cảm kết là cái hàng này nó phải trên 10.000. Nó lé luôn à. Nó phải trên 10.000 đó. Ngáo tới giờ lúc này sợ quá, tí đi làm nữa mà ngáo tới giờ luôn. Không giờ. Chơi đi cháu, lâu lâu phải dạy chơi chứ. Gom góp tiền lại là một phát thử không mấy bỉnh. Để là nên test chứ. Trời gì hai má con chơi một bó à? Ờ chơi. Trời ơi, thì ai người ta phải test hàng trước chứ. Mày quá, mày quá. Mới cho con mình chơi chứ bây giờ không ổn thì sao mà chơi được. 3 phút. 3 phút. Rồi, chồng tiền. Chồng tiền đi. Nhưng mà lỡ như không bê thì có dịch vụ gì ưu đãi không, như kiểu là một bát sủi cảo chẳng hạn. Cái này Aben bán mà ngỡ biết gì đâu. Aben bán. Vậy thì Aben phải gọi một bát sủi cảo đi chứ. Trời ơi, mua hàng mà đòi hỏi quá. Thì ý là lỡ như không bê thì phải có hàng rồi bù gì mà không bê ta chứ. Cơ địa của người ai chả bê. Đúng không chú Bảy? Ví dụ mà không bê chú bê, chú Ben bê con lên giường được không? Ừ, trời vậy cũng được. Cháy dữ vậy trời. Bê chú Ben bê em Vĩnh lên cái bàn này cũng được nè. Đại ca chú đang ngồi đằng kia kìa. Tao lại xem. Đấy. Họ lấy bí ẩn chưa? Thấy sự bí ẩn chưa? Trời, chị gái là mặc áo trắng đó. Aki chào chú bảy. Thôi Aki à, giờ này Lý còn sống luôn. Ok là. Sao hôm nay thức khuya vậy? À, nhắc chú bảy ngủ không được. Nghe là thấy không tin rồi. Nhắc chú bảy không tin con. Không tin là. Nhớ bình thường lâu có nhớ, hôm nay mới nhớ nên không tin lắm. Có cho ăn giật không? Không nhớ nào. Chuyển tiền người ta mới đặt hàng chứ. Bây giờ nghe đại ca chú nói chưa? Nhưng mà cháu chuyển tiền chú Ben không gửi là chú Ben chú Bảy ơi. Hả, mấy gì vậy? Cho con 5 mì dịch đi. Nếu mà không, 5 mì 5 dịch. Chú đành tiền, được chưa? 5 mì 5 dịch luôn anh Khánh ơi.
Ồ, chú Bảy bán đồ ăn mà chú Bảy đứt mất tích gì được chú Bảy. Ngồi đâu bán đâu, ngồi đâu cầm vô đồ ăn đâu, yên tâm. Chú Bảy không ngồi đây mà chú Bảy mất tích vậy. Cứ mỗi lần mà dựa vô cái ba này nó sao á, người ngồi nó ngứa ngay lắm. Trời ơi, học toán hay quay sao? Nè, không dựa nữa thì không có ngứa nữa, không hiểu. Cái em đưa 500 đi. Em đưa thêm 500 mày. 500 để đi mua bát sữa cảo ăn, sắp chết. Em đưa thêm 500 nó mới đủ giao hàng. Không tiền thì không hàng nữa. Đúng rồi. Trời ơi, gì mà dữ vậy? Thằng này quý lắm mà. Trời ơi, lộng chí. Anh trai này bịt mặt kinh bít luôn á. Nhìn bí ẩn vậy. Đứng xích ra đi, đứng xích ra cho con đưa tiền nhanh lên. Mày đưa 2.000 rồi nha. Đấy, đại ca nhận được tiền rồi nhá. Đại ca giao hàng vô đi nhá. Tao nghe giống lừa quá, chú Ben hay lừa lắm nha. Không, chắc chắn là thực vật mà, hàng xanh tươi. Để nó vô đất rồi. Hàng gì xanh tươi vậy chú Bảy? Rớt đất rồi. Chú Thiên ơi, Thiên ơi, mười mười. Chán nét chịu được. Đại ca ơi, bán gì kỳ vậy đại ca? Đại ca để hàng vô còn đất. Chú Bảy gọi gì nhỉ? Rớt đất rồi, không lấy được anh trai. Năm sủi cảo, năm vịt. Ok là. Đặt lên bỏ vào rồi, kiểm tra lại đi. Hàng này tươi đúng không? Tươi đúng không? Tươi lắm á. 500. 500. Trời ơi. Ai da. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi chú Bảy ơi. Đi chạy đi. Con biết ngay là lừa mà chú Bảy. Cái hàng này chất lượng mà đúng không? Con chưa thấy cái gì mà thấy cầu cây quýnh quýnh gì là cũng biết lừa rồi đó. Ta cầm mấy cây quýnh lại con biết là không nên mua rồi đó. Chú Bảy còn mét đâu chú Bảy? Còn cái gì? Nhưng mà chú Bảy ơi, hồi nãy thấy chú Ben leo lên đây có được 500 chú Bảy. Cũng còn một số lượng ít, sao đó? Chú Bảy mới thấy chú Ben leo lên bàn 500 không chú Bảy? Chú Bảy cung cấp hàng không? Cần cung cấp à? Lý có lẽ cung cấp hả? Thi ơi Thi. Con còn một ít. Bây giờ gạ người khác lại mua 3.000. Được. Là mình lời 500 đô đúng không? Bây giờ coi giá cả sao. Nhưng mà con còn có một cái thôi nha. Còn một cái thôi hả? Thì một ít. Là một ít là một cái luôn á hả? Đúng rồi. Má lũng dữ luôn á. Tưởng là có một, còn một cái số lượng nè. Nhưng mà một cái trong người vậy là bao nhiêu? Lấy ghẻ chú Bảy 5.000 thôi. 5.000 hả? 5.000 một cái hả? Ờ ghẻ quá rồi. Mình suy nghĩ coi. Nhưng mà người quen thì em chỉ lấy tiền cọc thôi, còn người lạ thì em lấy 6.000. Đúng. Chứ mà em sao mà vô quán bar của em là giá đôn lên nữa. Chứ mà Thi đặt cũng khá đi làm quán bar này. Giờ là em cho chị test trước rồi đó. Bình thường chị thấy nó nhòe đúng không? Cái này nó màn hình cái gì chị thấy nó sáng lên. Thấy Bạch Tuyết ở đây nè. Nhưng mà chị không phải Bạch Tuyết đâu mà có cô gái ngồi đây nè. Gái đứng gì vậy nè chị Sa. Mà NPC nha, NPC đứng ra đây xong chị chạm tay vô được luôn. Kiểu như là nè đó, nhanh hoa. NPC lại vậy, NPC lại vậy. Ừ đúng rồi, một con người dân ảo. Đó. Rồi chị phải thử đi, tại vì cái này thiên cho cánh đàn ông hơn. Chị thử đi rồi biết đâu xong thì trong nhóm chị có ai. Trời ơi, Evin ghê quá Evin. Ở chị thấy Evin nó ảo rồi đó. À cái đó là cái gì, cái đó là cái gì vậy? Nó là cái gì Evin? Đánh cho anh. Evin nhiều lúc nó ngáo quá đó. Rốt năm rồi lắp lên ban. Sao? Ta đánh đúng rồi không? Đi ra thì không chơi chị nữa. Mày nghĩ não mày to hơn não tao. Không bán lừa rồi, không bán lừa. Đi kìa. Đi. Đây nè, có A Khả đây nè, A Khả trải nghiệm lý. Bên em bán được chứ vậy. Một chứ vậy. Cái gì vậy? Tiếng nó hoạch được 10 cái. À màu nó đặc khôn hơn con chứ vậy. Trứng mà lời không hơn dịch. Chán. Chị ơi, ví dụ em hỏi chị đi. Chị mua chất cấm mà chị thử đủ mà lỗ chết mẹ luôn. Mà cái đó khó kia. Em ngon quá là bảo. Đi à. Một cái đồng hồ công an dí 15 phút mới ra một cục. Chứ chị đi mua chị mua chất cấm mà làm như chị đi vô siêu thị vậy. Chị luôn á. Mà sao tới người ta còn chọc cho
À Giang không thử hỏi mấy chỗ khác nữa chưa? Đi, bây giờ chỉ cọc 3 ngàn đi. Chưa thử hỏi mấy chỗ khác hả? Còn nếu mà thử không được. Thôi thôi thôi, chú ơi, con biết cái dịch vụ nè. Chị không cần đưa em nốt. Là sao? Không phải. Ý đó là cái món hàng của Lý á. 3 ngàn thôi. Chưa lên Thiên Ốc giùm em nha. Món hàng gì vậy? Cái món hàng hồi nãy Lý đang cầm đó. Tại vì Lê Thiên Ốc đang giữ hàng. À đây. Còn em bán hết Lê Thiên Ốc. Ý là ngọ hỏi là không đẩy đi, không đi hỏi mấy chỗ khác hả? Rồi con bán mỏi cho chú Bảy á. Trời ơi, cũng đúng, trong nhà hàng ngõ cần. Nhưng mà số lượng bây giờ khó kiếm quá, nó ít quá. Đúng rồi, khó kiếm mà, khó kiếm mà. À, có một cái con hàng ngon hơn. Nó nữa hả? Không, cái này không lừa. Cái này là cải tạo, gọi là cái gì? Cải lão hoàng lồng. Cải lão hoàng lồng luôn á. Hoàng hồn lớn đó. Còn ghê hơn cái kia nữa. Ok không? 5.000 lặt cọc thôi, coi hàng lấy hàng luôn. Không đẹp sao chứ. Trời thiệt mà, cái này hiếm mà, bây giờ nó hiếm lắm, không thể đi kiếm được á. Nhân sâm Hàn Quốc. Không, cái này là nó mạnh hơn nhân sâm nữa. Cải lão hoàng lồng mà. Từ, anh bán hàng đi, bán hàng cho em. Bán đi, bán xong đi, có lời rồi gia tính. 3 ngàn á, 3 cho chị luôn. Hàng bên trong này chất lượng quá trời mà hiếm nữa. À mà chị liếm mà nó ước rồi sao mà hút được nữa. Đúng rồi. Đúng có một ít rồi á. Bây giờ đó, bình thường đó, bình thường em bán cái kéo 500 đô để cắt. Bây giờ em tặng cho chị cái kéo luôn. Ok chưa, uy tín. Đúng. Có cái kéo ở đây luôn nè. Ai em quen cầm cái kéo luôn đây. Căng thẳng quá, mình kia buồn bán căng thẳng quá. Vậy thì coi như là cái nguồn dẫn lực bảo tồn rồi, ổn rồi, không cần phải lo lắng lắm. Tặng ôi. Kéo luôn nha, tặng kéo cho khách luôn nha em nha. Bắt đầu giao dịch luôn rồi hả? Đưa tiền rồi. Thấy cái gì? Mà câu chuyện bó hành lúng hành luôn. Ủa giá trị lên 3,5 luôn rồi hả? 3,5 rồi chứ mày. À má, cái món hàng này nhảy số ghê thiệt. Chị Kỳ, giờ chị không lẽ còn nó lên 5k 6k nữa chị Kỳ. Nó còn hơn Bitcoin nữa, nhảy ghê vậy. Chớm cái 500 đồng, chớm cái 500 đô. Rẻ rồi, người nhà chứ tao bắt được bài rồi. Không, chị phải mua, em không bán nữa, chỉ có một cái trên. Ừ, trên thị trường chỉ có một cái thôi. Chị phải giành giật cái người ta rồi đó. Vậy thôi, tao không mua. Hồi nãy 3,5 là nhảy vô mà mua được liền luôn rồi. Bây giờ nhiều khi nó lên 4k rồi đó. Bây giờ mày bán cho chị cái lõi đi. Chị có cái vỏ rồi. Có cái vỏ? Không được. Làm gì có cái lõi đâu. 6.000 cuộn tiền mới mua được một cái lõi đó đó. Đúng rồi. Trời, sáng giờ mấy chú Bảy tuần vô rồi, gọi là nói chuyện không, không ăn uống được gì. Chú Bảy cho mì sủi cảo chú Bảy. Tự mình nói mình luôn á. Bao nhiêu mì sủi cảo ra bên? Một. Ok lắm. Lại e hất nữa. Bệnh đó. Ôi không. Hôm bữa nghe nói chú Bảy ơi, hôm bữa nghe nói là Sủ tỏ tình với lại Mỹ hả chú Bảy? Ai biết hai đứa nó đâu. Thấy nó nói chuyện với nhau cả buổi trời. À. Đúng rồi. Thế kết quả như thế nào nhỉ? Kết quả. Anh nói anh đợi em. Sao bữa hổm thằng Sủ nó kể với anh là em suốt nó? Không. Là cái dòng lặp này xuất hiện nữa hả ta? Là ảnh nói là lại là cái vụ máu mũ tình hồi nữa. là cái gì? là nói là
ảnh nói là ảnh sẽ đứng sau lưng của em để nhìn em, chờ em quay đầu lại nhìn ảnh. Nhưng mà em nói với ảnh là thì em không có cấm được, nhưng mà trong cái thời gian đó thì ảnh cứ nhìn xung quanh đi. Xung quanh có nhiều người bớt ngu ngốc hơn em đó, em ngáo đá lắm. Trời ơi, Lê không có hiểu được cái sự thâm thúy của chuyện lớn đằng sau đâu. Xong rồi cái đó em nói anh vậy thì anh kêu là thời gian sẽ trả lời anh. Đúng rồi, chứ vậy em. À anh chờ gì? Em chứ gì. Anh nhìn nói vậy. Ý là chú Bảy bảo Mỹ không có hiểu được chuyện đứa là sao. Mà em là của anh, là của anh là còn gì. Trời ơi, đúng rồi, phụ nữ con gái đâu bao giờ đứng lần sau được. Nói gì vậy? Ai làm lên tiếng ngay? Anh chết bây giờ. Nói gì vậy? Người ta có một câu á là khi yêu đừng quay đầu lại mà. Quan trọng là thằng Sủ nó nhiều tiền em à. Đúng rồi đó. Mình phải mặc dày một xíu. Không được, nấu lại lòng tiền. Không được. Trái với đạo đức à. Trời ơi, anh Sủ nói á, Mỹ mà gật đầu một cái là cái quán của ngọ là muốn cái gì là anh Sủ gắn cái đó luôn á. Dạ, được quá nha. Ừ. Gắn cái đầu trâu, đầu trâu lên. Nhưng mà ngọ đâu chịu đâu, đâu có thể nào nấu lại lòng tiền được. Đâu bán cháu gái được, đúng không? Đúng. Thế mình chuyển qua nét đẹp đi. Em thấy A Sủ như thế nào? Đẹp trai không? Em chưa thấy mặt ảnh đó. Chưa thấy mặt luôn. Chưa bao giờ thấy mặt. Má cởi ra đẹp trai vãi lai đó. Đẹp trai vãi đái luôn. Thôi nhưng mà mấy cái đó đâu quan trọng đâu. Quan trọng là cảm giác. Quan trọng cảm giác, quên. Đúng rồi. Trời ơi. Nhưng mà Sủ là trâu đó. Châu lắm á, châu lắm á. Lên tới cái cảm giác gì đó chứ không phải cảm giác thường đâu. Thượng lĩnh. Thôi. Sao biết được. Trời coi cái nụ cười giam hiểm quá. Nó giống như gọi là thiên bồng nguyên sói dạ cối vào người em đó. Đó là ngu ma dương đó. Đúng. Gọi là anh em thân thiết của Tề Thiên Đại Thánh. 72 phép thần thông đó. Đó, đúng rồi. Ây da. A Mỹ mà gật đầu cái là A Mỹ là thành cái gì công chúa quên rồi. Công chúa Thúy Phiến. Thúy Phiến hả? Sở hữu cây quạt ba tiêu. Tới cái văn kiếm hiệp rồi hả ta? Cái gì mà kiếm hiệp? Mình tập hợp bây giờ là đủ thầy trò đỉnh kinh luôn á. Thúy Phiến công chúa. Thằng Bô là thiên bồng nguyên sói. Còn DJ Chip á, gọi là Tề Thiên Đại Thánh. A Sủ là gì ta? Ngu Ma Dương à? Còn Ngọ. Ngọ lại. Lường Tăng. Ngọ là gì? Hợp lý. Mầm ba lăng sân cầu. Hợp lý chưa? Hợp lý. Khớp liền. Đi đánh quái hả chú Bảy? Ê, lượt á. Ngộ, suy nghĩ ra là concept cho Halloween này rồi. Không cần phải thay đồ luôn. Nhưng mà có đồ cổ trang mà chú Bảy, biết đấy đi. Ngộ chỉ cần ly cạo gâu thôi là ngộ thành đường tăng rồi. Halloween này em biết là anh hóa trang thành gì không? Thành người yêu em. Cũ nhưng mà luôn luôn chí mạng à. Obesgo chứ mày à. Lụng. Obesgo là cái gì? Ok, cũ nhưng mà nó giá trị. Lượt quá. Ngày xưa Sẩm cũng nói với ngọ câu đó. Bọn nhớ vào một đêm Halloween. Nhưng mà cũng cháy lắm. Cháy là mà nồng nàn không chứ mày? Cũng được lắm. Nói y chang vậy luôn. Tại vì Halloween là anh Sẩm không có mặc đồ quá trang gì hết. Cái ngọ mới hỏi anh cậu, ủa sao hôm nay em không hóa trang hả? Anh Sẩm trả lời,
Có chứ. Em có lay làm người yêu anh. Ai à. Rồi sao lúc đó chú Bảy xử lý làm sao? Lỗ liền. Ngã bập liền. Bạch luôn. Xong rồi. Vậy hả? Thời gian thấm thoát thôi lưa lòng người thay đổi. Cái gì vậy, lộn mèo luôn vậy? Ngã cho bạn. Ừ, liền ngã sao rồi lên lại lộn lên cái bụt đi nha. Không có đâu, tỉnh táo lắm, mà, tỉnh táo lắm. Mà sẩm lại chú Bảy, chưa thấy mặt luôn á. Thấy làm gì? Bà cũng già rồi. Chị cơ? À sẩm có khi nào là lẹp lẹp người lẹp nết. Tới nữa rồi. Okay rồi. Tới ăn chưa. Chú Bảy ơi. À ok. Món. À Khánh ơi. À Khánh đây chú Bảy ơi. Quảng bá chú Bảy ơi. Bán lồ. À Vinh ra kìa. Chú Bảy gỡ tóc giả ra kìa. Hừng có lầy có lầy có lầy. À cho chị một vịt quay không hành. Da giòn. Rồi xong rồi cái thời gian thấm thoát dạ. Của Apelli rồi. Đang kể chuyện tình. Đây. Mọi người thời gian thấm thoát thôi luôn. Xong một ngày nọ, à Sẩm nói chúng ta phải dừng lại thôi. Một dòng anh không hành da giòn. À vậy là chú Bảy bị bỏ nhiều hả? Là quen rồi xong à, bỏ chú Bảy bị sút, chú Bảy bị sút. Đúng rồi, bởi vậy ngọn mới tương tư là... Có lý do không? Rồi năm bình rượu. Một lý do rất là cao cả. Lý do gì vậy? Nào? Thì A Sẩm cảm thấy là A Sẩm muốn có một cuộc sống thoải mái hơn thôi. Muốn có cuộc sống gọi là đầy đủ hơn đúng không? Chắc là ngọn bị la, chắc là ngọn bị... Nói chung là chắc là... Ngọn ngục ngạt. Này câu chuyện có thật không vậy? Trời ơi, 100% là tiểu thuyết đó. Còn có thật mới đồng cảm được đó nha. Có thật chứ. À bây giờ bả còn ở bên Thượng Hải đó. Thượng Hải bán bánh bao chỉ chú Bảy? Đúng rồi, lại năm. Thượng Hải nào bán bánh bao chỉ, bán Việt Nam chứ. Ra. Chú Bảy bỏ ở bển chỉ có mạng thầu thôi. Ba bịch hai bè luôn. Và Lý ăn mạng thầu chưa? Ok là. À bên chưa ăn mạng thầu đó. Trời ơi, mạng thầu là cái bánh bao á, nhưng mà bột thôi. Khi nào có dịp là dẫn Apen đi ăn màn thầu nha. Ok là. Cái màn thầu là cái bột không đó, nó không có thịt, không có nhân á. Cái ăn làm gì? Thì trời, nó là một cái loại dạng đặc biệt. Em muốn ăn thì ăn phải tiểu long bao hoặc là bánh bao xá xíu. Màn thầu thì tiểu long bao mà. Tiểu long bao là cái gì ta? Nghe lạ đó. Trứng giấy rồng hả? Ờ hay. Bánh tiểu long bao. Trời ơi trời. Tiểu long bao chưa bao giờ thử luôn á. Chưa bao giờ. Lạ đó nha. Ở trong nó có gì ta? Thì nó là bánh bao nhỏ nhưng mà bên trong có thịt với lại nó có súp, nước súp. À, dumpling. Ở bên Hồng Kông gọi là tiểu long bao. À cái đó là giống như một cái, nó một cái nước súp trong đó, nó có thịt trong đó chú Bảy, xong mình cắn cái nước súp chảy ra là nóng quá mày. Cái đó nó có một cái tên mà ngộ quên mất tiêu rồi. Người hoa hay gọi nó Con cũng muốn mai mốt chú Bảy thêm món chân gà tàu xì nữa. Trời ơi, muốn thêm lắm nhưng mà menu chỉ cố định vậy thôi chứ không có thêm được. Ờ, sao được thêm nhờ. Phải thêm với nhà hàng bữa họp, phải chục món chứ nhờ. Hôm bữa họp thành phố mà mấy đi cũng nghe rồi mà. Không cho, à, vô là bị ba trên trời đó. Đúng rồi. Vô là bị hành cô tiên đó. Chỉ có thể là thí dụ mà một đợt update mới hay gì đó là thay đổi. Đổi menu, menu thì được. Ờ không thì sắp tới Halloween nè, chú Bảy làm cái menu riêng cho Halloween đi. Đâu được, cái đó đâu làm theo sự kiện được, ý là làm một tuần đó. Nó phải thay đổi luôn, nó phải thay đổi hết. Có nghĩa là theo season. Ừ. Vậy không thì chú Bảy đổi mới. Một tháng đổi lệnh. Không được, cái đó ảnh hưởng mấy lị á, chứ không phải là vấn đề của ngõ đâu. Trong khó nhờ. Chị lại đổ xuống đất ở trong mà chị lại bảo là thật ra những cái thành viên chứ thành đúng không ạ? Mình thấy ở đây là nó đang chạy bằng những con số đó, bằng những con số hết đó.
Bữa hôm con vào trong nhà chú bảy con thấy nó nhắm mắt. Nó bài 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 vậy đó. Mà mấy lị hả, ác một cái gì đó vô là nó động lứt à, thôi luôn á. Ai dạ, khó nha. Đúng rồi. Nó cứ là 10101009. Ok em ơi. Mai mốt chú bán cho bảy em thiếu gì biết không? Con linh vật nữa. Thiếu linh vật. Ờ đúng linh rồi vật. Gọi con kêu kiếm con linh vật là con rồng nhưng mà không chắc không già đó. Ờ. Chú Bảy chơi không? Hai con kỳ lân trước cửa đi chú Bảy. Hai kỳ lân đá đó hả? Đúng rồi. Cũng à Apen à, lấy biết không? Ngọ lúc ngàn. Mà ngọ làm cái quán này xong á là bên đơn vị thiết kế đáng lẽ là cái hình này không phải hình con gà đâu mà hình con rồng đó. Mà vẫn bây giờ vẫn để hình con gà đó. Xong rồi ngọ hỏi lại là bây giờ cho đơn vị thiết kế qua làm lại con rồng được không? Thậm chí là ngọ phải đầu tư chất xám và công sức ra ngọ làm lại hình con rồng luôn rồi đó. Chỉ cần cho đơn vị lại gắn lên hồi đóng đinh rồi đó. 2 triệu. 2 triệu. Chú Bảy bị chém rồi. Thì mấy lị tưởng tượng rồi, bây giờ quất hai con kỳ lân đá là bao nhiêu tiền? Bữa hôm con nghe nói bên nào nhà bên Michael tính là một con một cái bệ gì đó, bệ đá ở ngay chỗ nhà của ổng á. Mà đòi là em, con quên bệ anh, đó anh hình như là 500. Thì đó, không biết dịch vụ gì mà qua chỉ cần dán cái poster, không phải poster, đóng cái miếng gỗ mà ngõ lá cho hết rồi đó, đóng lên thôi đó. Trời ơi, chú Bảy thì biết ổng là chuyên gia bào mà chú Bảy phải bào lại ổng đấy chứ. Trời ơi, chú Bảy là chùm văn đảng nha. Bảo gì giờ, bảo gì giờ. Ngoài cái việc kinh doanh nhà hàng đó mình không có làm thêm nghề gì để kiếm tiền à? Không. Còn mình phải phân chia ra người đầu gỗ, người đầu đá, tích lũy rồi mình mới nâng cấp nhà hàng được chứ. Làm chi đâu. Từ từ kinh doanh tới rồi, bây giờ chỉ cần kinh doanh ổn định lại nè, bây giờ bắt đầu ổn định rồi thì từ từ là cũng lên thôi. Con thấy ổn định lắm rồi. Con đây văn hòe luôn à. Lâu giờ này thôi chứ mấy cái khung giờ. Ủa mình xuống cảo anh đâu? Ủa mày sủi cảo qua Ben lâu rồi? Mày nãy giờ chắc là nó thành sủi cảo luôn rồi chứ không phải mì nữa. Nấu lại đi. Ham 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 ham, lại cho anh đi. Đừng nói chuyện nhiều quá đó. Quên mất.